cái nhà đầu tiên của những đối tác trẻ tuổi. Cô sẽ làm tốt, đúng không? Cho nên mời cô Nira là gương mặt đại diện của chung cư là thích hợp nhất. Phải vậy không cô Giót? Dạ. Nào, nâng ly, uống mừng trước luôn đi. Bởi vì dù sao tôi cũng cảm thấy tôi cần cô Nira làm gương mặt đại diện. Xin chúc mừng.